Xin chào tất cả các bạn. Có lẽ là các bạn cũng nhận ra trước mắt các bạn là một bông hoa tường vi cánh mỏng dịu dàng. Dẫu nàng không muốn thì chàng vẫn mua. Hoa tường vi nó gồm có nhiều màu sắc như màu hồng phấn, hồng nhạt, màu đỏ huyết long, màu trắng. Thế nhưng mà cũng có lẽ là một số các bạn không biết được là hoa tường vi, hoặc là chưa biết là hoa tường vi sẽ nở vào tháng mấy, thời gian từ bao lâu đến bao lâu, và làm sao để hoa tường vi chúng có thể kéo dài cuộc chơi của hoa tường vi bằng cách là như thế nào. Thì hôm nay mình cũng bằng những kiến thức của mình hiểu biết một chút về hoa tường vi thì mình cũng xin giải thích với các bạn là hoa tường vi nó là thuộc họ nhà bằng lăng. Chắc là tất cả các bạn đều biết là bằng lăng tím rồi phượng hồng gắn liền với tuổi học trò, tuổi thơ của chúng ta. Họ nhà bằng lăng cho nên là mùa nở của hoa tường vi cũng giống như mùa bằng lăng, nhưng mà hoa tường vi kéo dài được hơn và thời gian hoa tường vi nở lâu hơn, nhờ là chúng ta có thể là chu kỳ hoa tường vi khoảng độ 25 đến 30 ngày. Nếu như chúng ta có thể sau khi chơi hết cái lứa hoa tường vi này, chúng ta cắt bỏ đi, đợi cái lộc nó nảy lên, tiếp tục ra một cái lứa tường vi khác. Hay ví dụ như là nụ tường vi đấy ạ. Đây là những cái nụ tường vi lứa thứ hai. Hoa tường vi thì thường bắt đầu nở từ giữa tháng 4 và kết thúc vào trung tuần tháng 11 các bạn. Tức là sau khi chúng ta cắt liên tục, khi chơi xong cái lứa này thì mình lại cắt bỏ cái đầu ngọn đã nở đi và đợi một cái lứa lộc mới. Khi nó ra thì chúng ta lại có tiếp tục một lứa hoa tường vi tiếp theo để chúng ta chơi. Đây là một cái tường vi, nụ tường vi rất là đẹp, có phải không các bạn? Đây là một cây tường vi mà mình cắt và tạo tác và mới thay chậu cho nên nó cũng chưa kịp mà nở hoa. Có cái cây tường vi này có cái bẹ rất là khủng. Trước mình cũng đã có một cái clip để làm clip là thay chậu và đất của cái cây tường vi này. Cho hiện tại là cái cây tường vi này nó chưa ra hoa. Khi nào mà nó đóng ngọn, hoa tường vi đóng ngọn thì bắt đầu lúc đấy tường vi báo hiệu chuẩn bị ra cái nụ như thế này các bạn. Ngày xưa thì tường vi nó chỉ có một cái màu hồng phấn như thế này. Thế nhưng hiện tại bây giờ nhờ cách nhân bản thì các kỹ sư nông nghiệp ở trong các trại ươm đã cho nhân bản cho ra đời rất là nhiều các loại màu sắc khác nhau. Có bạn sẽ thích ưa màu trắng, có bạn lại thích màu đỏ huyết long. Mình thì mình cũng rất là thích màu đỏ huyết long, nhưng mà hiện tại màu đỏ huyết long của mình nó chưa có hoa cho nên mình chưa thể quay cái mặt hoa cho các bạn xem được. Đây là hiện tại là chỉ có cây có màu hồng phấn để gửi đến các bạn. Bông tường vi thì cái tường vi tuy rằng là họ của nhà bằng lăng nhưng mà thời gian chơi của nó lại kéo dài hơn bằng lăng. Bằng lăng thì chúng ta cắt lá cắt ngọn thì nó khó để ra được cái loạt hoa thứ hai thứ ba như tường vi. Tường vi thì anh em sau khi ra hoa anh em cứ cắt bỏ đi, nó sẽ nảy những cái lớp mầm mới. Chu kỳ trong vòng khoảng 25-30 ngày thì nó sẽ lại ra hoa. Đây, ví dụ như đây, sau khi cái lớp mầm này, mầm này là mới ra, thế thì nếu nó đóng ngọn thì nó lại sẽ ra lớp hoa tường vi tiếp theo. Không biết các bạn có yêu cái loài hoa cánh mỏng dịu dàng này không, nhưng mình, bản thân mình thì mình rất là yêu thích nó. Nó mang lại cái cảm giác mùa hè
nóng bức. Thế nhưng mà nó cũng mang lại một cái niềm đam mê và niềm thích thú. Mỗi sáng mai thức dậy chúng ta mang một cái vòi nước chúng ta xịt tưới và cảm giác là chờ đợi những cái cánh hoa tường vi nhẹ nhàng hé nở, mang cảm giác rất là vui và thích thú cho người chơi. Xin gửi tới anh em hình ảnh những bông hoa tường vi. Thời tiết buổi sáng nay thì nó cũng râm cho nên là hình ảnh nó cũng không được đẹp lắm. Mình cũng cố gắng gửi đến tất cả các bạn hình ảnh những bông hoa tường vi.